ghi bàn khi cầu thủ đối phương đang bị chấn thương. Cả đội Malaga sau đó đã đứng yên để trả lại bàn thắng cho Sevilla. Cụ thể, trong một tình huống nhảy lên trên giáp bóng, cầu thủ Sevilla đã bị chấn thương nằm gục trong vòng cấm của đội nhà. Do không thấy đối phương bị thương, các cầu thủ Malaga vẫn tổ chức tấn công và ghi bàn. Đây được xem là bàn thắng hoàn toàn hợp lệ. Ngay sau đó, cả đội Malaga đã quyết định đứng yên để cầu thủ Sevilla giao bóng rồi gỡ hòa 1-1. Hành động fair play của cầu thủ Malaga ngay sau đó đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía người hâm mộ và cả chính đối thủ Sevilla. Trước khi bắt đầu xem video, hãy nhấn subscribe và bật chuông thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nhé. Những trận đấu bóng đá diễn ra hàng tuần đều có những tình tiết đáng chú ý khác nhau. Tuy nhiên, trong lịch sử đã có những khoảnh khắc mà từng diễn ra lâu đến mấy thì vẫn in sâu trong tiềm thức của người hâm mộ. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng lại những pha bóng đặc sắc có 1-0-2 mà có lẽ sẽ khó tái hiện lại được trong tương lai. Lên đường thôi nào! Có ông đồng đội Japheth Tanganga dí tận quả bóng vào người thế này, thôi thì chấp nhận mang kiếp tội đồ vậy Ben Davies, hảo anh em. Lại thêm một pha bóp tim cực mạnh khiến cho chính đồng đội mình thành người hùng của đối thủ. Này anh bạn, đây là phản lưới, là đau lắm rồi nha. Có thể tạo ra một kịch bản nào đó mà đỡ đau đớn về thể xác hơn được không? Giỏi thiệt chứ. Đã sống kiếm hợp bích mà lại còn cùng nhau bay người vô lê, vậy thì ai đỡ nổi đây các anh? Mạnh lắm rồi, đi ăn mừng thôi. Thủ môn đội bạn chắc kèo chịu thua luôn. Đứng trước pha dàn xếp đá phạt hơi dị từ đồng đội, chàng trai có đôi chút lưỡng lự, nhưng chỉ mất đúng pha xử lý đầu hơi cồng kềnh, thanh niên ngay sau đó đã có màn phô diễn kỹ thuật cá nhân áo diệu để tạo cơ hội cho chính mình xuất tung lưới đối phương. Hảo hán, đúng là hảo hán. Dứt điểm đập cột dọc hay xà ngang đã khó, đằng này Hakan Kanutlu còn làm quả xiên đôi, đập vào cả hai luôn cho máu. Xong bóng còn không chịu đi vào lưới nữa chứ, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu hả Hakan. Tưởng là làm đôi cái cột và xà như Kanutlu là độc nhất rồi, đằng này Ivan Perisic còn chơi hẳn xiên ba, đập hai cột dọc và một xà ngang nữa. Đúng là thánh nhỏ luôn ở quanh ta, sức mạnh này vô đối quá, theo không có kịp. Đấy, thi đấu giữa thời tiết khắc nghiệt nó khổ vậy đó. Như bình thường là chắc chắn vào, nhưng mà bão tuyết thì đã khiến cho pha qua cả thủ môn và dứt điểm của thanh niên trở thành một tình huống bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc bậc nhất trong lịch sử túc cầu. Đôi khi sai lầm này của bạn lại mở ra cơ hội khác ở một trạng thái khác. Cú dứt điểm nhìn thôi đã thấy lỗi vô cùng luôn này, bất ngờ đã trở thành một đường kiến tạo không thể tuyệt vời hơn cho đồng đội ghi bàn, ảo thật đấy. Chọc khe ảo cỡ này rồi thì xứng đáng được làm vua của tình huống đó chưa anh em? Một đường kiến tạo loại bỏ toàn bộ hệ thống phòng ngự của đội bạn luôn mà, ghi bàn thôi chứ đối thủ đỡ làm sao được. Cú vuốt bóng này xứng đáng được xem đi xem lại nhiều lần, bởi vì độ khó và với khoảng cách xa như vậy, anh bạn đúng là hack game rồi đấy. Đá penalty mà còn thi triển võ công cao cường như vậy nữa, khó cho thủ môn đội bạn quá anh Zai ơi. Sút tan nát khung thành là có thật anh em à, cái ông chân phích này sút giữa sân mà làm hỏng luôn cả khung gỗ người ta luôn, sao lại mạnh như thế được. Đến khổ với ông đối thủ, cơ hội đã 10-10 như này rồi mà vẫn không sút vào lưới được nữa. Thôi đưa bóng đây để tôi phản lưới nhà luôn cho nó nhanh, nhìn dứt điểm có nổ ruột không cơ chứ. Khoảnh khắc bạn muốn làm người hùng nhưng chợt nhận ra mình xử lý rất chi là cồng kềnh. Để bóng chạm tay vô duyên như này thì xứng đáng nhận thêm cả tấm thẻ đỏ rồi người anh em. Xin mời anh đứng dậy và ra khỏi sân để trận đấu được tiếp tục diễn ra. Lại thêm một lần nữa, sự khắc nghiệt của mẹ thiên nhiên đã biến những chiến binh sân cỏ của chúng ta thành chúa hề. Đá sân tuyết suốt trượt đã khổ, đây Messi với cơ thể ướt sũng nước còn bị đốn ngã sấp mặt luôn, thấy thương ghê. Rồi lốc xoáy bão gió cứ ập đến thôi, cơ mà sao ngăn được cái niềm đam mê với trái bóng tròn đang rực cháy trong lòng các dân chơi này đây.
Pha bay người móc bóng ở khoảng cách vẫn còn rất xa khung thành này của Ibrahimovic đã trở thành một trong những biểu tượng đáng nhớ nhất trong lịch sử bóng đá. Còn Zohar thì càng xây chắc biệt danh kẻ làm nền cho siêu phẩm của mình. Xin hãy điền tên cả hai thanh niên vào bàn thắng ấy được không? Một pha xông kiếm hợp bích ảo ma Canada hết sức bà con à. Siêu phẩm luôn chứ còn gì. Đã không lập công thì thôi, chứ một khi mà đã ghi bàn thì phải là một bàn thắng đáng nhớ. Cristiano Ronaldo với pha đỡ gáy ảo diệu đã khiến cho người hâm mộ trên sân được phen hào hứng hết sức. Ở khoảng cách chỉ cách khung thành bỏ trống có 1-2 bước chân, nhưng vẫn có người dứt điểm ra ngoài. Đố các bạn biết đó là ai nào? Vâng, còn ai mà ngoài kẻ may mắn Timo Werner nữa quý vị? Các fan Chelsea lúc đó chắc phải lấy gấp chai thuốc nhỏ mắt mất thôi. Người chơi hệ tân bả kẹo cao su Mesut Ozil khi gặp giai đẹp Bakary Satya cũng đã phải bối rối không sử dụng tuyệt kỹ của mình liền. Ngại ngùng đến từng phút giây ha Ozil. Có ai đỡ hộ tình huống giật lag level max của anh chàng gác đền này không? Bóng trôi ra đằng sau rồi mà vẫn không biết, xuất lên như đúng rồi. Chịu luôn đấy, bỏ tay .com anh giai nha. Trước hào quang sáng chói của đấng Origi, thủ thành Jordan Pickford cũng phải bối rối và có pha bóp tim không thể đắng hơn. Anh bắt thế thì chịu rồi, của Liverpool tất. Đứng ở khoảng cách đó nhưng vẫn tung cú đá xoáy thần sầu xuyên hãng ông phóng viên. Lionel Messi tuyên bố ao trình luôn cả sân bóng, ảo lắm rồi. Được cả đội áo trắng hậu thuẫn, mở đường cho vào khung thành như này rồi, nhưng vẫn không ghi được bàn luôn. Thôi thì giúp cho trót. Phiền ông đưa lại quả bóng để chúng tôi tự đốt lưới cho xót ruột. Không cần màu mè nhưng vẫn đầy kỹ viện, đó chính là siêu phẩm móc bóng kiểu bò cạp của thanh niên mang mã số 27 này. Xin phép được chấm 10 điểm tuyệt đối cho màn trình diễn. Đến cả Cristiano Ronaldo gôn trống còn xuất ra ngoài thì thôi, mấy anh em khác cũng đều là tai nạn hết nha. Ai mà chẳng có lúc sai lầm. Werner xem xong pha bóng này thì cũng được an ủi phần nào. Cú trượt chân huyền thoại này của Steven Gerrard có lẽ đã quá nổi tiếng rồi. Giờ thì các fan Liverpool xem lại chắc vẫn thấy hai mắt cay cay. Người đội trưởng ngã một cú mà bay luôn chức vô địch ngoại hạng Anh. Vừa rồi là những pha bóng độc đáo có 1-0-2 trong bóng đá mà khó có thể tái hiện lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.